hạng cân 51 kg, xin lỗi, hạng cân 54 kg, Sộc Quá Dê Nghệ An Mai Đỏ, A Chú Vân Tô Cái Xanh. Tổ trọng tài điều hành trận đấu cho tuần 1, ông Hoàng Anh Tuấn. Trọng tài 2, ông Nguyễn Ngọc Tiến. Mời vận động viên Trần Văn Hùng từ Nghệ An, vận động viên Hoàng Dương Đức Lâm Đồng. Hạng cân 51 kg, xin lỗi, hạng cân 54 kg, Sộc Quá Dê Nghệ An Mai Đỏ, A Chú Vân Tô Cái Xanh. Tổ trọng tài điều hành trận đấu cho tuần 1, ông Hoàng Anh Tuấn. Trọng tài 2, ông Nguyễn Ngọc Tiến. Mời vận động viên Trần Văn Hùng từ Nghệ An, vận động viên Hoàng Dương Đức Lâm Đồng. Hiệp thứ hai, vận động viên Đai Đỏ, một, số 2-0.
kết quả hạ cân 54 kg nam, huy chương vàng Sông Bá Dê Nghệ An, huy chương bạc Á Chữ Con Tum, huy chương đồng Nguyễn Văn Bắc Hà Đồng, huy chương blue Bắc